Chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Thái Lan choáng váng thua toàn tập với bóng đá Việt Nam, chủ tịch sẵn sàng từ chức vì quá xấu hổ. Mới gần đây, tờ SMM Sport và CM Sport vừa thống kê thành tích thi đấu của bóng đá nam, nữ Thái Lan trong năm 2022 ở mọi cấp độ, không tính futsal, đã thua toàn tập trước bóng đá Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Tờ SMM Sport và CM Sport cho rằng, có thể nói, năm 2022 là một năm đầu tiên trong lịch sử từ trước đến nay, bóng đá Thái Lan ở các cấp đội tuyển không có một trận thắng nào trước Việt Nam. Điều này thật đáng báo động. Cụ thể, trang SNM Sport Thái Lan vừa đăng tải bài phân tích với tiêu đề số liệu thống kê gây choáng váng, bóng đá Thái Lan chưa bao giờ thắng được các cấp độ đội tuyển của Việt Nam trong năm nay. Con số thống kê được SNM Sport đưa ra không lâu sau khi U17 Thái Lan thua đậm U17 Việt Nam với tỷ số 0-3 ở vòng loại giải U17 châu Á 2023. Theo thống kê từ trang báo này, thì bóng đá Thái Lan và Việt Nam có tổng cộng 9 lần chạm trán kể từ đầu năm 2022, tính ở nhiều cấp độ đội tuyển từ U16, U19, U23, đội tuyển nữ quốc gia. Kết quả là các đội tuyển của Thái Lan không thắng được một trận nào, thua tới 6 trận và hòa 3 trận. Có thể kể tới một số cuộc đối đầu như tại SEA Games 31, Thái Lan thua Việt Nam ở cả hai nội dung bóng đá nam và nữ đều ở trận chung kết, gồm đội U22 quốc gia và đội tuyển nữ quốc gia. Tại giải U23 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia, Thái Lan cũng thua Việt Nam 0-1. Hay ở giải U16 Đông Nam Á, lứa U16 Thái Lan cũng thất thủ trước U16 Việt Nam với tỷ số 0-2. Với lứa U19, U19 Thái Lan cũng để thua U19 Việt Nam với tỷ số 0-1 tại giải U19 Quốc tế Thanh niên và tiếp tục thất bại trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng 3 giải U19 Đông Nam Á. Hãng truyền thông Thái Lan bình luận rằng con số thống kê nói trên khiến các cổ động viên Thái Lan vô cùng thất vọng. Với thất bại mới nhất, đó là trận thua 0-3 của lứa U17 tại vòng loại giải U17 châu Á. SMM Sport cho rằng U17 Thái Lan đã may mắn khi vẫn lọt vào nhóm các đội nhì có thành tích tốt nhất để tiến vào vòng chung kết. Việc bóng đá Thái Lan không thể thắng Việt Nam trong cả 9 lần đối đầu ở các cấp độ đội tuyển trong năm 2022 thực sự làm người hâm mộ Thái Lan phải thất vọng. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan từng nói rằng Liên đoàn sẽ đưa bóng đá Thái Lan vượt ra khỏi phạm vi Đông Nam Á, nhưng rõ ràng bóng đá trẻ của Thái Lan vẫn còn rất nhiều sự bất ổn. Ở lần đối đầu gần nhất, đó là khi U17 Thái Lan gặp U17 Việt Nam ở vòng loại châu Á. Dù thua đậm 0-3, nhưng rất may mắn khi chúng ta vẫn lọt vào danh sách các đội nhì có thành tích tốt nhất để đi tiếp. Về cơ bản, những thống kê mà trang báo SMM Sport đưa ra cho thấy bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá trẻ đang chiếm ưu thế khi cạnh tranh với Thái Lan. Điều này có thể sẽ khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải thay đổi một số chiến lược phát triển đào tạo trẻ nếu muốn ra khỏi phạm vi Đông Nam Á để vươn tầm châu lục. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẵn sàng từ chức. Somiot Vumpangmuong, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, tuyên bố mình sẵn sàng nhường ghế cho những người xứng đáng hơn trước bão dư luận đang phản đối mình. Tôi sẽ không gắn bó lâu với vị trí này. Tôi sẵn lòng giúp đỡ những người có kiến thức, chuyên môn về bóng đá, có uy tín, tiềm lực đến đây để giúp Liên đoàn bóng đá Thái Lan phát triển. CM Sport dẫn lời ông Somiot. Phát biểu của người đứng đầu bóng đá Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh ông nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Sau những thất bại liên tiếp ở nhiều cấp độ, giải đấu khác nhau, ông Somiot bị yêu cầu từ chức. Người hâm mộ Thái Lan cho rằng ông Somiot vốn là một cựu cảnh sát, không có đủ chuyên môn về bóng đá để dẫn dắt Liên đoàn bóng đá Thái Lan đi đúng hướng. Ông Somiot cũng đang đứng trước áp lực từ Ủy ban Olympic Thái Lan. Ủy ban Olympic Thái Lan giao chỉ tiêu cho U23 phải vô địch SEA Games 32 vào năm 2023 trên đất Campuchia. Nếu không, ông Somiot phải từ chức. Đáp lại, quan chức này chia sẻ: tôi đã đọc được thông tin này rồi, tôi cảm thấy được khích lệ và sẵn sàng thực hiện nghiêm túc mọi hướng dẫn. Những gì ông Prawit Gomswan,
Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan nói không phải là áp lực mà là sự khích lệ, động viên. Tôi nghĩ đó là một sự may mắn. Tôi xin cảm ơn Prawit vì những lời khuyên. Tôi sẵn sàng nghe những góp ý và coi đấy là kim chỉ nam. Prawit là người mà tôi luôn tôn trọng và cảm thấy may mắn khi nhận được bất cứ lời khuyên nào từ ông ấy, ông Somyot khẳng định. Dù ông Somyot tỏ ra lạc quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, ông Chayaphak Sirwat tiết lộ chỉ tiêu mà ông Prawit đưa ra đã gây áp lực cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Thái Lan đang có hai mục tiêu lớn trong hơn nửa năm tới, đó là AFF Cup, giải đấu họ là đương kim vô địch, và SEA Games, giải đấu họ thua Việt Nam ở trận chung kết gần nhất. Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui cực lớn trước thềm AFF Cup 2022. Thời gian vừa qua, việc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình bị treo sân vì không giải quyết được khoản thuế lên tới gần 900 tỷ đồng đã khiến đội tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ không thể sử dụng chảo lửa này để thi đấu tại AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, vấn đề này đã tìm được lời giải. Theo đó, cơ quan thuế đã đồng ý để khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thuê sân Mỹ Đình với mục đích tổ chức các sự kiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được cho phép của pháp luật thông qua hình thức xuất hóa đơn lẻ dưới sự đồng ý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đơn vị chủ quản. Điều này đồng nghĩa, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể thuê sân Mỹ Đình làm sân nhà tại chiến dịch AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Sân Mỹ Đình được ví như chảo lửa mỗi khi đội tuyển Việt Nam có những trận đấu quốc tế. Nơi đây đã chứng kiến rất nhiều chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam như hai chiếc vô địch AFF Cup vào các năm 2008 và 2018, hay mới nhất là tấm huy chương vàng SEA Games 31 của U23 Việt Nam. Chính bởi vậy, việc được thi đấu tại đây trong chiến dịch AFF Cup 2022 sẽ tiếp thêm nhiều động lực tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong nhiệm vụ giành lại chiếc vô địch để rơi vào tay người Thái cách đây một năm. Không chỉ nhận tin vui về địa điểm thi đấu, mới đây, đội tuyển Việt Nam cũng đã tăng một bậc từ vị trí thứ 97 lên 96 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 năm 2022. Thành tích này có được là bởi thành công của những chiến binh sao vàng tại giải giao hữu quốc tế hồi cuối tháng 9 vừa qua. Giải đấu đó là bước thử nghiệm quan trọng cho đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Thầy Park sẽ nghe ý kiến của vợ trước khi quyết định có tiếp tục gia hạn hợp đồng với đội tuyển Việt Nam nữa hay không. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lắng nghe ý kiến của gia đình, đặc biệt là từ người vợ của mình, trước khi quyết định có chia tay đội tuyển Việt Nam hay không. Trước khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, chính vợ huấn luyện viên Park Hang-seo, bà Choi Song-a, khuyên chồng mình nên ra nước ngoài để theo đuổi nghiệp cầm quân. Huấn luyện viên Park Hang-seo kể lại, năm 2016, khi tôi đang tìm hiểu các câu lạc bộ tại Trung Quốc thì vợ tôi hỏi, tại sao ông không nghĩ đến các nước Đông Nam Á? Cứ thử xem sao. Chính bà Choi là người gợi ý cho ông Park liên hệ với Lee Dong-yoon, một nhà môi giới có tiếng ở Hàn Quốc. Một năm sau cuộc trao đổi với Lee, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặp lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ký hợp đồng tại Seoul. Ông Park cho biết, trong quá trình đàm phán với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, vợ mình còn ngồi bên cạnh vì sợ ông thay đổi ý kiến đột xuất. Nói thế để thấy, việc huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam có dấu ấn rất lớn từ người vợ của mình. Vì thế, sau 5 năm thành công với bóng đá Việt Nam, giờ đây, một lần nữa, vị chiến lược gia người Hàn Quốc muốn một lời khuyên của vợ về chuyện tương lai, cụ thể là chia tay hay là gia hạn hợp đồng tiếp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đến thời điểm này, ông Park vẫn chưa quyết định được việc có dẫn dắt tuyển Việt Nam nữa hay không. Quyết định này chỉ được đưa ra sau AFF Cup 2022 vào cuối năm nay. Nếu giải đấu này Việt Nam vô địch, mối lương duyên giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam được dự đoán sẽ kéo dài thêm một vài năm. Nhưng nếu thất bại thì hai bên hoàn toàn có thể nói lời chia tay. Trong trường hợp huấn luyện viên Park Hang-seo ra đi thì đây cũng là điều hết sức bình thường trong bóng đá. Thực tế cho thấy nếu ở lại, ông Park buộc phải có sự thay đổi mang tính cách mạng về nhân sự, lối chơi khi mà tuyển Việt Nam đã bị các đối thủ bắt bài sau 5 năm gần như chỉ áp dụng một công thức.